Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người trở lại với kênh YouTube Choi Mobile, kênh chuyên bán trao đổi để cô giá rẻ. Là ngày 29 tháng 3 2022. Em lại lên sóng để giới thiệu cho mọi người những sản phẩm cũ giá rẻ mà em có trong video ngày hôm nay mọi người nhé. Hàng ngày em sẽ lên một video mới để giới thiệu cho mọi người những sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ. Mọi người hãy bấm đăng ký kênh, bấm chuông để được thông báo về những video mà em đăng mới nhất hàng ngày mọi người nhé. Địa chỉ hàng bên em ở 133 Lương Thị Vinh, Trung Văn, Hà Nội. Và ngoài ra em có ship hàng toàn quốc cho người ở xa với hình thức là COD, nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán mọi người nhá. Và em dùng hai số điện thoại ở bên trên, Zalo là 0979 622 994, còn số điện thoại thường xuyên là 0358 479029. Bây giờ em sẽ giới thiệu luôn những chiếc điện thoại mà có trong video ngày hôm nay để mọi người khỏi để lâu nữa nhá. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu với mọi người một chiếc là Samsung S10 Plus bản chính hãng mọi người nhá. Con này máy màu đen này. Nói chung là đánh giá sơ qua mặt trước mặt sau và viền. Con này đồng thể được khoảng 98-99%. Máy màu đen mọi người nhé. Viền bóng rất là đẹp này. Đó, máy nguyên zin nguyên áp suất luôn. Con S10 Plus này cũng được trang bị cái màn hình là Dynamic AMOLED 2K mọi người nhé. Cong hai bên sườn. Đó, camera thiết kế camera kép ở trên màn hình luôn. Và cũng như là có loa kép luôn mọi người nhé. Cấu hình con này thì là RAM 8, bộ nhớ 128GB. Pin là 4100 mAh. S10 cộng mọi người nhá, bản F này, bản 2 SIM. Đó. Và cái bảo mật của con S10 Plus này thì nó sẽ dùng hai loại, đó chính là khuôn mặt và vân tay. Vân tay thì siêu ở trên màn hình mọi người nhá. Đó, rất là tiện lợi luôn. Con này màn thì đẹp, không bị ám mố một chút nào. Đó, quay rất là kỹ cho mọi người nhá. Cũng như đây, mọi người nhìn đây. Áp suất đầy đủ mọi người nhá. Loa kép nghe cực kỳ to luôn. Đây em thử test từ camera. Đấy, cái này cắm trước mọi người nhá. Hai mắt quá rõ hẹp đầy đủ luôn. Cắm sau này. Đó, nói chung là con này quay video rất là nét luôn mọi người. Zoom lên không bị vô ảnh các thứ luôn mọi người nhá. Bây giờ em sẽ test thử loa ngoài con này. Nhạc không lời. Để cho mọi người nghe thử cái loa con S10 Plus mọi người nhá. VS than hoạt tính. Với than hoạt tính cho nụ cười trắng chuẩn tự nhiên. Đấy, phóng to màn hình. Ok, loa nghe rất là ổn mọi người nhé. Nghe ấm, Samsung này thì cực kỳ ok rồi. Con này thì bên em đang bán là 6,2 triệu và bảo hành cho mọi người là 5 tháng. Lỗi 1 đổi 1 trong 1 tháng đầu tiên mọi người nhé. Bao gồm là bảo hành cả màn hình trong 1 tháng đầu. Cũng như là tặng cho mọi người giá màn hình này. Rồi là sạc cáp zin hỗ trợ sạc nhanh mọi người nhé. Con này có sạc nhanh luôn. S10 Plus máy đẹp 9899 luôn mọi người nhé. Bản chính hãng 2 SIM chứ không phải là bản hàng đụng 2 SIM đâu. Tiếp theo thì em sẽ có một chiếc nữa, đó là chiếc Note 10 Plus 5G. Con này thì máy màu đã sắc bản hàn mọi người nhá. Bản này thì đã lên 2 SIM rồi. Con này em lên 2 SIM rồi. Máy hình thức này được khoảng 98% mọi người nhá. Viền viếc này. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Cũng không bị cấn móp gì đâu, nó phải nhẹ một chút thôi. Và con này thì bút thì vẫn đang sử dụng bình thường luôn, có chức năng là chụp ảnh màn hình mọi người nhá. Không phải chức năng chụp ảnh màn hình mà là chụp ảnh từ xa bằng cái cây bút S Pen này. Đó, đi vào sâu bên trong một chút thì con này có được trang bị màn hình là Dynamic AMOLED 2K cộng này. Đó, màn rộng 6.8 inch. Cũng như quả pin của nó là 4300 mAh. Nó cao hơn cái dòng Note 10 nhỏ rất là nhiều mọi người nhé. Và con này thì đang chạy là Android 12, cũng như là đã lên 2 SIM cho nó rồi. RAM của chiếc máy này lên tới là 12GB. Và bộ nhớ trong lưu trữ là 256GB. Nói chung là tha hồ của mọi người, cũng như là lưu trữ. Và RAM 12 thì chơi game cũng rất là mượt mà rồi. Rồi bây giờ tiếp theo nữa này. Thì con này thì có hai cửa mở khóa mọi người nhé. Đó là mở bằng khuôn mặt và vân tay. Vân tay thì cũng đặc trưng của dòng Samsung mới rồi. Đó là vân tay siêu âm ở trên màn hình này. Đó, camera chụp thử qua cho mọi người nhé. Đây cắm trước này, hai mắt cũng hẹp đầy đủ luôn. Cắm sau này, đấy cắm sau zoom lên cực kỳ xa luôn mọi người nhé. Cái dòng Note 10 Plus này được trang bị 3 mắt camera sau. Đó, điều nhất là nhiều cái cảm biến các thứ đây thì chụp cho cái ảnh mình chụp ra nó rất là đẹp. Quay video 4K các thứ thì nội chung là đủ kiểu luôn. Đó, con này được trang bị là cổng sạc 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 nhanh, cũng như là loa ngoài, loa này loa kép luôn mọi người nhá. Bộ S Pen đầy đủ luôn.
Đây thì bụi của nó vẫn đang dùng bình thường. Để em thử chụp ảnh bằng bút mọi người nhé. Đấy. Gạt này, đổi chế độ này. Đó, rất là hay mọi người nhé. Mọi người yêu thích cái bút S Pen để ghi chép hoặc là để dùng mục đích là chụp ảnh quay video từ xa thì cứ mua chiếc này mọi người nhé. Đó, Note 10 Blue 5G màu đa sắc. Con này hiện tại bên em đang bán là 7 triệu 7 nhá. Máy đã bao gồm lên 2 SIM cũng như là tặng ốp lưng này, giá màn hình đầy đủ nhá. Bảo hành 5 tháng, lưới 1 được 1 trong 1 tháng đầu tiên. Mọi người yêu thích chiếc này thì alo cho em nhá. Áp suất đầy đủ luôn mà. Đó. Đầy đủ hết mọi người nhá. Note 10 Blue 5G màu đa sắc. Rồi tiếp tục thì em sẽ giới thiệu đến mọi người hai chiếc nữa, đó là chiếc S15G. S15G màu vàng gold và màu đen mọi người nhá. Đấy, sơ qua đằng sau lưng thiết kế đặc trưng của dòng S10 này, đó camera này, đó thiết kế ngang này. Đấy. 1 2 3 3 mắt camera, một cảm biến này. Đó, đèn flash các thứ mọi người nhá. S15G nói chung là nó cũng là một sản phẩm khẳng định ở trên thị trường rồi. Thứ nhất là giá cả phù hợp cũng như là cái cấu hình và pin nó mang lại cho rất là nhiều người dùng yêu thích con này nhá, màn hình lớn này. Con này thì pin 4500 mAh. Đó, pin 4500 mọi người nhá. Và cấu hình của nó sẽ là RAM 8 bộ nhớ 256GB. Đó, con này thì S15G chỉ sử dụng được một SIM thôi mọi người nhá. Sử dụng một SIM thôi. Đó, cũng như là không lắp được thẻ nhớ ngoài. Về hai con S15G này thì bên em hiện tại đang bán là 5.200.000 đồng một chiếc. Máy thì đủ khoảng 97-98%. Đó, có phẩy nhẹ thôi chứ không cấn móc mọi người nhá. Đấy, phẩy nhẹ đằng chân sạc này thôi. Đấy, cũng không cấn móc gì. Con này được thiết kế là viền nhôm nguyên khối. Mặt trước, mặt sau thì con này mặt kính thì là mặt thiết kế là mặt kính cong hai bên sườn mọi người nhá. Đó, cam thì cực kỳ khỏi phải nghĩ rồi. Mọi người nhìn này, đấy, độ zoom lên cũng như là rất là đẹp. Màn hình của nó là màn hình 2K Dynamic mọi người nhá. Hiện tại con này bán 5.2 triệu một chiếc. Và tại vì sao mà em bán 5.2 triệu? Thứ nhất là con máy này thì đều là máy nguyên zin nguyên bản hết này. Và cái kính của nó thì nó có sức sát cũng khá khá. Nên là đã thay kính rồi mọi người nhé. Đó, nói chung là thay kính thì cũng là thay một loại kính tốt nhất rồi. Đấy, mọi người bảo hành cho mọi người trong là 3 tháng nhé. Lối 1 ở 1 trong tháng đầu tiên này. Tặng sạc đầy đủ, sạc nhanh mọi người nhé. Bao gồm là dán cả màn hình cho mọi người luôn. Màn biếc đẹp không ám bố mọi người nhé. Đó, bán 5.2 triệu. Đấy, mọi người yêu thích thì alo cho em nhé. S15G. Nói chung là máy móc của thị trường ấy thì cũng rất là nhiều máy bị ép lại kính rồi. Nhưng mà nhiều khi người ta bán hàng người ta không bảo trước mà các bạn là máy ép kính thì các bạn dùng thì cũng bình thường thôi, nó không có gì cả. Nhưng mà những người thợ ấy, người ta cầm vào là người ta biết là con này ép hay không. Nói chung là đấy là thợ người ta làm quen thì người ta biết, cũng nhiều thợ cũng không biết đâu mọi người nhá. Nên là máy thì nó tình trạng như nào thì mình sẽ nói như vậy. Thứ nhất là nó ép kính thì là nó chỉ thay kính ngoài thôi, còn là màn trong vẫn là màn zin và hoạt động bình thường, không ám không ố gì mọi người nhá. Đó, nó vẫn rất là ok, không có gì cả. Ví dụ như mà bây giờ mọi người mà dùng mọi người đánh vỡ thì mọi người vẫn phải đi thay thôi đúng không? Đây là chuyện tất nhiên. Cũng như là nó thay rồi thì nó không phải là máy nguyên zin từ đầu thì giá của nó rẻ hơn thôi. Đó. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu sang dòng Samsung A90 5G. A90 5G thì hiện tại bên mình đang bán là 3.500.000 một cây mọi người nhé, 3.500.000. Máy thì màn hình đẹp không ngang bố và cũng như là viền hoặc lắp lưng thì nó có phải chút thôi. Lô này nó sẽ đẹp hơn cái lô trước mình bán đẹp hơn cái lô trước mình bán 3.400.000 mọi người nhé. Lô trước mình bán 3.400.000 thì là màn hình có ám nhẹ, nhưng mà cái lô này thì hiện tại là màn hình nó không ám, chỉ có vỏ nó hơi phẩy thôi. Đó, A90 5G mọi người nhé. Máy sử dụng con chip là Snapdragon 855 và trang bị là RAM 6 bộ nhớ là 128GB. Đó, nó cũng tương đồng với cái cấu hình của con V50, pin 4500 mọi người nhá. Pin châu hơn V50 rất là nhiều, cũng như là con này cũng được hỗ trợ mạng 5G nhá. Hỗ trợ một SIM thôi. Màn 6.7 inch to hơn V50 rất là nhiều. Đó, RAM 6 bộ nhớ 128. Đầy đủ chức năng cũng như là cảm biến vân tay ở trên màn hình này. Nó hơn V50 ở cái là nó cảm biến trên màn hình. Còn V50S thì nó sẽ V50 nó sẽ cảm biến bên đằng sau lưng mọi người nhé. Đó, nói chung là dòng Samsung mọi người dùng thì cảm tưởng là nó định hướng là một cái dòng máy rất là ổn định rồi, cũng được nhiều người tin tưởng rồi. Đó, còn LG thì hiện tại là hãng thì không ra mẫu mới nữa rồi mọi người nhé, ngừng sản xuất rồi. Đó, A90 đây, con này thì xước lưng này, máy màu trắng mọi người nhé. Đó,
Hiện tại bên em bán là 3.500.000 đồng một chiếc. Máy thì đảm bảo là màn zin đẹp không ám ố, cũng như là bảo hành trong vòng 5 tháng, lỗi 1 đến 1 trong tháng đầu tiên, có tặng sạc cho mọi người nhé. Đó, con này viền nhôm nguyên khối, cũng như là có loa ngoài bên dưới này, mic này, rồi là cổng sạc nhanh thay sim mọi người nhá. Phải sim bên trên đây. Máy rất là đẹp mọi người nhá. 3.500.000 đồng một chiếc. Hiện tại thì có hai màu, màu đen này, màu trắng. Đấy, viền nhôm rất là đẹp và ok luôn. Màn trong veo mọi người nhá, bán 3.500.000 đồng. Mọi người mà đang yêu thích sản phẩm này thì Zalo cho em nhá. Zalo là 0979622994. Còn số điện thường xuyên liên lạc là 0358479029. Đấy, A90 5G thì hiện tại là có 11 này, 1 2 3 4 5 cây, có 5 cây thôi, bán 3.500.000 một cây. Nên là mọi người yêu thích thì cứ liên hệ cho em nhá. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu sang hai chiếc V50. V50 thì em cũng nói rồi, nó là dòng RAM 6 bộ nhớ 128, chip thì cũng Snapdragon 855. Hai cái này hiện tại thì vỏ rất là đẹp mọi người nhá. Đẹp nói chung là được khoảng 9899 luôn. Đó, máy rất là keng nét này. Đó, V50 thì được đây, vân tay đằng sau lưng đây, nó không như A90. A90 được tích hợp trên màn hình rồi. Nó cũng như kiểu V50 vậy, nhưng con V50 thường này sẽ có vân tay là vật lý mọi người nhá. Đằng sau lưng có ba mắt camera có logo 5G. Đó. Hiện tại thì mình có hai con. Ở đây thì có một con này. Ở đây có một con thì nó bị đốm một tí ti li ti ở chỗ này thôi, rất là nhỏ thôi nhá. Còn đâu là màn hình ok hết này. Chơi game gì hết thì cực kỳ mượt mà, cam kiếc ok, con này loa kép mọi người nhá. Đấy, cam kiếc này vẫn rất là lê tê bê luôn. Màn hình cực kỳ đẹp luôn mọi người nhá, không xuất sát tí nào. Đó, V50 thường. Con này thì máy đốm nhẹ thì em bán là 2.7 triệu nhá. Có thể 2.7 triệu thì sẽ. Con này bán 2.8 triệu em nhầm nhá. Con này nhập thì cũng cao rồi, bán 2.8 triệu này. Máy bảo hành trong vòng là 3 tháng, lỗi 1 đến 1 trong tháng đầu tiên, có tặng sạc LG mọi người nhá. Còn con này thì sọc như này thì bên em bán là 2.1 triệu nhá. Đó, sọc như này, sọc kẻ như này thôi, em bán là 2.1 triệu này. Máy thì mọi chức năng sử dụng bình thường, bảo hành phần cứng trong vòng 3 tháng nhá. Có tặng sạc này, máy thì cực kỳ đẹp luôn. Đó, ai yêu thích V50 thường thì cứ alo cho em nhá. Đó, tiếp tục đi thì em sẽ giới thiệu sang một con nữa, đó chính là con Samsung Galaxy Note 5 này. Nó bị nứt một tí ở kính ở đây, đâu là mọi thứ ok hết nhá. Viền viết thì cũng có khả năng rất là đẹp này. Màn ám nhẹ mọi người nhá. Con này màn ám nhẹ thôi. RAM 432. Đó, màn ám nhẹ. Đây, ám này, nhìn thấy chưa? Con này bên em bán 1.3 triệu nhá, Samsung Galaxy Note 5. Đấy, máy ảnh máy nhất rất là đẹp luôn. Màn mủng to. Ai yêu thích con Note 5 thì alo nhá. Máy một sim thôi mọi người nhá. Note 5 1.3 triệu. Bảo hành trong vòng 3 tháng. Người yêu thích cứ liên hệ nhá. Tiếp theo là em có một chiếc A5 2017. Máy mặt lưng sau thì cũng có sức sát này. Viền viết thì còn rất là đẹp nhá. Viền đẹp này. Đó, màn hình đã được dán cường lực đầy đủ rồi. Con này thì chạy là RAM 3 4.32. Màn đẹp này không ám ố chút nào luôn. Có cả vân tay luôn mọi người nhá. Mặt 2 sim 2 sóng. Đấy, cam sao kiếc đầy đủ luôn. Con này được trang bị cổng sạc thay si sạc nhanh mọi người nhá. Đấy, A5 2017. Con này em bán là 1.5 triệu thôi. Nếu thích thì alo cho em. Và cuối cùng ở video ngày hôm nay thì em sẽ có một chiếc là chiếc A7 2018. A7 2018 này thì vỏ nó cũng chảy xước này. Đó, cũng như là màn hình này là màn hình 2IC, nhưng mà nó đã nứt kính rồi. Đấy, nó nứt kính rồi. Con này cấu hình là RAM 464, có vân tay đầy đủ luôn. Cam trước cam sau sử dụng nét hết này, 4G thứ đầy đủ luôn. Đó, 2 sim 2 sóng luôn mọi người nhá. Đấy, màn vỡ kính màn 2IC thì con này em bán là 1.1 triệu mọi người nhá. Đó, bảo hành phần cứng 3 tháng không bảo hành màn hình. Mọi người yêu thích thì Zalo cho em, có Zalo là 0979622994 và số thường xuyên lạc là 0358479029. Cảm ơn mọi người rất là nhiều mọi người nhé. Hẹn lại mọi người ở video tiếp theo thì mong rằng mọi người sẽ ủng hộ em nhiều hơn nữa, và cũng như là xem video hãy bấm đăng ký kênh để ủng hộ, cũng như là để nhận được thông báo hàng ngày. Cảm ơn, hẹn lại mọi người ở video tiếp theo nhé.